tạo bể cá sấu ạ? Cá sấu hay cá gì? Bể đựng nước cá sấu. À đúng rồi, nhà mình có cá sấu mà. Để cho xem về cái này đã. Bạn ơi, nó lại đi. Nó là vòng ai đấy? Để thay quần áo thôi cho nó biết đi. Bạn con đã ấn vào nó chưa? Nó cũng thấy là mày đang ngon. Mà chắc chỉ có ra chơi. Đúng rồi, mày thay cho nó biết đi. Cái kia đủ rồi mà, cái lúc nào con cái lúc nào con tao vẫn còn đánh không đấu luôn. Thôi con đi kìa. Rồi, con sẽ chế tạo ở đây cho mẹ. Có thể là nhưng thả hết cả bể rồi mà. What the hell? Vẫn còn nhiều mà. Sửa điện thoại chưa? Hỏi rồi này. Bao tiền? Ơ sửa á? Tiền đâu mà sửa? Có cái hỏng gì à? Ta hình rồi đó. Dối. Vỡ à hay là gì? Nó... Nó nhớ bố thì hỏi mấy lâu rồi chứ? Bố ra hỏi. Chưa cửa cho đăng kính. Cái gì này? Cửa chưa đăng kính thì... Mà nhớ bố ra hỏi là chỗ ấy gì nhỉ? Chỗ ấy sửa đấy nhá. Chỗ Samsung chính hãng đấy nhá, triệu 9. Ông bố ra đường Thái Hà bố hỏi cái chỗ mà bọn nó hay sửa ấy nhá. Một nơi nó kêu mà lấy là 3 triệu. Còn một nơi nó cũng kêu là màn zin hai loại như vậy đó. Một loại 2 triệu 3, một loại 1 triệu 2, 5 chục cơ. Mình bảo thích bảo hành bao nhiêu lâu? Nó kêu bảo hành 1 tháng. Trong khi đấy mẹ Nhung nhớ chỗ Samsung kia thay triệu 9 nó bảo hành 3 tháng. Các bạn nó kiểm tra loa có chưa? Cái ấy mình sửa luôn. Sửa chỗ Samsung á. Mẹ nhìn mẹ Nhung đứng ở tóc mấy này. Tóc 1 tháng 1 không phải 1 1 1 triệu mấy. Đúng rồi. Có mua gì về lấy cho con ăn đây. Mình gì nhỉ? Mình gặp
thường là mình phải làm gì nhỉ? Để tóc cơ thể à? Nhiễm mùa này. Gọi dần rồi mà. Vừa ra thì xong. Vừa ra lại chạy vào làm tiếp. Còn hồi tự hai, hai người đi bàn bạc đi. Nhưng chán à. Bàn bạc bé thôi nhá. Bàn bạc to quá ảnh hưởng đến người đang quanh đang chơi. Lúc xoáy còn cho bé. Chị ơi, con đi bố nào. Không phải lúc xoáy quá to mà lúc xoáy quá bé. Lần nào lúc xoáy khác bé tí à. Chị là mình đã xoay cho nó đánh một cá. Cá gì chị chưa thấy mà thấy đấy là cái gì cá. Chị ấy, 18.000 á. 18k. Bắt mấy con cá về rán thôi. Trời ơi là trời. Chiều nay chúng ta chưa có món gì ăn, chúng ta sẽ bắt cá về chiên xào nướng. Bạn đâu? Nội ơi sao lại. Cứ mỗi lần dịch chuyển là nó lại lát ấy. Khó chịu quá. Chạy như chậm ấy. Vừa sửa mấy chân. Cần thủ à. Khó khít đấy. Thủ cá bé rồi. Cái thủ cá này nhạt đấy. Cần thủ như này. Luyện tập này. Chưa luyện tập hàng tôn. Hồng cá bé bốt luôn mà vẫn không thành công được. Thấy bên này vừa bảo là gọi em ra đi chơi vượt ở đi chơi cầu lông đi. Bảo coi gọi anh tay thì anh tay chơi cầu lông ấy cả coi dù anh ra đi chơi cầu lông. Thế nhà này có 3 người được ra hả con? Nào gì đấy nào đang quay video.
mấy bố con tự bàn bạc với nhau đi, tiền thì có rồi thì với tiền thì sao? Tiền thì mẹ cũng sớm nhưng nhiều thì mẹ cũng không có. Đi đây. Thế là cuối cùng là có hay không có? Có không có? Cố lên, tụi tập vào. Ui trời, chạy. Bạn đã đến rồi. Ui, mất rồi. Thôi câu cá bình thường đi cụ ạ. Câu cá cấp 1 còn không được đâu mà. Cái này lấy 10 tin cửa mua cái này 100% luôn. Thôi, xin cậu. Cái tùng lấy cái mồi đấy để câu cá sống. Thế hả? Câu nào để chế tạo hả? Kìa, đi đi kìa. Kìa. Nó khô rồi à?
bố đã buồn không? Cảm ơn tất cả mọi người. Con bố này. Thôi thì tốt rồi. Thôi thì tốt rồi. Câu đi nào, cần thủ, cần thủ. Ai chào thì đòi xe với ai? Đòi xe với ai? Đòi xe với tôi à? Má của tôi câu hàng ngày thế này mà đòi xe với tôi à? Vâng. Bỏ con này xuống. Cô nó có cái kim đây này, chuyện nó đi con. Ủa kìa. Không có được bao nhiêu cà phê đâu. Chạy nó là nó lên, chắc nó phải bơi tới đây như gì. Cái nhỏ cái cá quân. Cá quân thì cũng kéo chứ. Mình cần đủ luôn. Cần chỉ đã mắc một sai lầm nè. Thế nên sẽ đuổi thằng này xuống để đánh trận này. Lấy cái cần thủ ra, lấy cái điện thoại ở trên bàn cho anh Gai đi kể cần thủ nha. Anh Giai làm gì cũng biết anh Giai kia mà. Cần kia anh Giai kia mà, anh Giai bố mà. Phải anh Giai khỏi đâu. Như bố cơ mà. Đùa cháu lắm. Lên tay bố không mà. Có phải là của anh Giai khỏi đâu. Vớ xỉ. Tao lại không sướng luôn đi nhờ. Sao anh Giai không chuyển điện thoại cho em Giai luôn mà anh Giai? Anh Giai. Anh Giai cầm, sao anh Giai lại cầm về như thế là không được đâu. Chứ chả anh Giai gì gì. Đưa đây nè. Đưa. Đâu, tắm ra chưa? Bỏ một đốt pháy nha, đốt pháy ở đâu? Cầm gì đốt pháy mà đi đốt pháy, chỉ hâm à. Pháy ở đâu? Cái gì mà lấy cầu vậy? Đuôi người ta tung một nhìn. Thật, ta làm thần thần. Bích, có gì đâu mà Bích. Có biết cái gì đâu mà Bích. Muốn đi đâu? Bích đi lốc xoáy. Nhưng là bây giờ có lốc xoáy mà đi. Bạn muốn đi câu ở chỗ lốc xoáy ấy. Lốc xoáy gì đâu. Nhưng mà làm gì có chỗ nào lốc xoáy. Bây giờ lốc xoáy là xuất hiện đâu. Thôi bố ơi tắt đi, bố ơi tắt tiếng đi bố. Tắt tiếng đi. Tắt tiếng đi. Để câu của ta cần thủ là câu. Kiểu bị câu con cá mập để nấu canh chua. Chú có được cho mặt rồi không? Chú cần thủ câu. Bạn có thể nhấp nhé con à. Nó đi tìm lúc xoáy. Nhưng mà làm gì nhỏ thêm ông lúc xoáy kìa, lúc xoáy kìa, lúc xoáy kìa, còn lúc xoáy xuất hiện kìa. Thôi xong. Thôi xong. À, nó phát chứ. Thấy rồi xuất hiện đây này, đợi.
Chạy nốt con này, chạy cho ra chỗ nó xoáy này. Trời ơi, đất chưa. Trời ơi, đợi tí nhổ neo ra chỗ nước xoáy đây. Lấy mỏ neo đi. Ơ giữ lại, ơ xua lại em này. Mà nó vỡ vào đi. Đi nước xoáy đây. Đi tao tay phải vẫn đi bộ được mà. Đi bộ bờ hồ ấy. Đúng rồi. Sao đây còn cấm địa? Không phải, đúng rồi, đây còn cấm đường cơ. Lốc xoáy chứ lốc xoáy. Hôm nay xấu đi bộ còn cấm đường mà. Trời ơi, anh chung mắt ở đây rồi. Lốc xoáy rồi, để tí. Để tôi chở bạn ra chỗ lốc xoáy luôn. Rồi, bạn mới câu xoáy đúng không? Rồi đúng vào trung tâm bão luôn. Ok, đây lốc xoáy đây. Câu đi. Đấy. Đấy. Bạn đi lốc xoáy đây, bạn câu đi.